Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong đưa cái thông báo của phong trào MAGA tại Oregon họp mặt ngày 28 tây tháng 9, tức là cuối tháng này, ở tại thành phố Portland. Và quý vị nào ở các vùng lân cận như là ở Olympia, Seattle hoặc là Tacoma cũng có thể về tham dự cuộc họp mặt của anh em MAGA ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump. Và trong dịp này thì Phong, Phượng Mai, chị Carol Kim, anh Trung Nghĩa cũng như một số những ca sĩ MAGA cũng sẽ có mặt để gặp gỡ với tất cả anh em MAGA tại Portland. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với anh Hải 503-367-7381, 503-367-7381 hoặc anh Hân là 503-997-4135, 503-997-4135 để ghi danh và biết thêm chi tiết. Hy vọng ngày hôm đó chúng ta sẽ gặp gỡ nhau và có những cái tâm sự hàn huyên cũng như là có những cái bức hình lưu niệm với nhau. Cảm ơn tất cả khán thính giả của TNP rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần Houston Nhật Ký phần 2, vẫn tập trung vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, kể từ khi mà Kamala Harris lên và trước khi Kamala Harris lên thay thế cho Joe Biden, thì quý vị, chiến dịch tranh cử của Joe Biden và Kamala Harris đều có một điểm tương đồng, đó là chụp mũ cho ông Trump đe dọa tới nền dân chủ. Đây là một trong những cái ngôn ngữ, và đặc biệt trong 4 ngày đại hội của Đảng Dân Chủ, gần như tên ông Trump được réo lên nhiều nhất. Và bất kỳ một kẻ nào bước lên sân khấu đều nói rằng ông Trump đe dọa tới nền dân chủ của Hoa Kỳ. Quý vị, đây là những cái cách mà chụp mũ cho ông Trump và đả kích cũng như là tìm cách là nói rằng ông Trump gây nguy hiểm cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Như vậy thì chúng ta đưa ra một cái bài so sánh để chúng ta coi coi ai mới thật sự là đe dọa tới nền dân chủ của Hoa Kỳ. Quý vị, bắt đầu từ cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump năm 2017, tức là ngày 20 tây tháng 1 năm 2017, ông Trump đặt tay lên cái kinh thánh tuyên thệ trở thành tổng thống 45 của Hoa Kỳ. Từ đó cho tới khi mà ông hết nhiệm kỳ, có cái hành động nào mà quý vị cho rằng là ông Trump đã đe dọa tới nền dân chủ hay không? Thứ nhất, quý vị, khi ông Trump lên, 2 năm đầu tiên, ông lúng túng trong vấn đề phân bố người trong tất cả những cái vị trí, bởi vì ông không biết gì về vấn đề gọi là chính trị cả. Và tất cả đều theo recommend, tức là sự yêu cầu của bên đảng Cộng Hòa. Nhưng mà giống như tôi nói là hai đảng trong nhiều năm ở Washington DC là phe ta chờ trực, phe ta thắng cử là mình được bổ nhiệm vào những cái vị trí quan trọng. Do đó, 2 năm đầu ông Trump rất lúng túng trong vấn đề bổ nhiệm các cái nhân sự trong nội các của ông. Và kết quả, quý vị, liên tục từ chức và ông Trump sa thải. Tại vì những người được bổ nhiệm là theo recommend, tức là yêu cái đề nghị của đảng Cộng Hòa. Nhưng những người này sống nhờ vào chính trị. Và họ dường như là chỉ chờ trực phe ta thắng cử là được bổ nhiệm vào những vị trí này. Cho nên, quý vị, những người này không làm được việc. Ông Trump đã lên tiếng và ông Trump đã chấn chỉnh. Và cuối cùng thì đi tới tình trạng một số người thì từ chức, một số người ông Trump sa thải. Mãi 2 năm sau thì ông Trump mới bắt đầu định hình được và bắt đầu chọn người thích hợp vào các vai trò. Thì quý vị, trong dịp này thì quý vị, đúng 2 năm sau thì đảng Dân Chủ lấy lại quyền đa số ở Hạ viện. Và có một cái sự ràng buộc rất lớn với ông Trump và cản trở rất nhiều những nghị trình của ông. May là năm 2017, ông đã ký xác lệnh giảm thuế. Lúc đó thì đảng Cộng Hòa nắm quyền đa số ở cả lưỡng viện. Do đó thì cái xác lệnh giảm thuế của ông Trump đã có hiệu lực, từ 35% xuống còn 21% dành cho các corporation. Và nhờ 2 năm đó thì ông Trump cũng đã thực hiện được một số những chính sách mà ông đã từng hứa với người dân. Tuy nhiên 2 năm sau đó, đảng Dân Chủ kiểm soát lại cái Hạ viện thì bắt đầu ông Trump gặp khó khăn, nhất là cái bức tường biên giới. Trước đó ông cam kết là ông sẽ xây dựng bức tường biên giới. Và điều này nó dẫn tới đảng Dân Chủ khi mà kiểm soát lại Hạ viện, họ không đồng ý, họ cản trở. Và kết quả là quý vị thấy năm 2019 thì toàn bộ chính quyền của ông Trump đã bị tê liệt. Từ bắt đầu từ cái cuộc thương thảo cho tới lúc mà về chính đạt được cái thỏa thuận thì quý vị, chính quyền của ông Trump đã bị đóng cửa.
suốt mấy tháng trời. Và cuối cùng thì bên Hạ viện, bà Nancy Pelosi phải nhượng bộ. Tức là khi mà họ duyệt cái bức tường biên giới, họ dùng những cái ngôn ngữ chung chung, ông Trump không chịu. Ông nói phải dùng chữ wall, tức là bức tường. Trong khi đó thì bên phía của đảng Dân Chủ thì đề chung chung là fence hay là barrier gì đó, quý vị. Thì ông Trump nhất định không chịu. Kết quả thì bên phía Hạ viện nhượng bộ là họ xuất ra cái ngân quỹ 1.4 tỷ Mỹ Kim để cho ông Trump xây dựng bức tường biên giới. Nhưng mà mặc dù rằng là thật sự cái ngân sách mà ông Trump đòi hỏi là gần 6 tỷ Mỹ Kim, 5.7 tỷ Mỹ Kim để xây dựng toàn bộ bức tường biên giới dọc theo biên giới của Mexico và Hoa Kỳ. Thì quý vị, ông Trump phải trích một phần cái ngân sách xây dựng của Bộ Quốc phòng để bù đắp vào trong cái ngân sách xây dựng bức tường biên giới. Nhưng ông thực hiện được lời cam kết là xây dựng bức tường biên giới. Thì quý vị, ông đã bị cản trở rất nhiều bắt đầu từ sau năm 2018 khi mà Hạ viện nằm trong tay của đảng Dân Chủ. Và những chính sách ông đưa ra đều bị cản trở bởi đảng Dân Chủ. Và đặc biệt là khi ông Trump thắng cử, thì quý vị, điều đầu tiên là trả thù vào những kẻ đối thủ. Ông Trump có làm hay không? Không có. Điển hình là Hillary Clinton. Trong đó, bà này đã bị moi ra cái vụ mà xóa gần 30.000 cái email trong cái server riêng của bà ta. Liên quan tới cái vụ mà tấn công ở Benghazi mà khiến cho đại sứ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Thì quý vị, trên quy tắc thì ông William Barr, lúc đó làm Bộ trưởng Tư pháp, ông có quyền mở hồ sơ điều tra tất cả những gì diễn biến xảy ra xung quanh cái vụ Benghazi và tự ý xóa tất cả những cái email này. Nhưng cuối cùng ông Trump cản. Ông Trump cản, ông nói không thể nào để cho một đệ nhất phu nhân, cựu đệ nhất phu nhân, cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ phải bị truy tố và bị ra tòa về vấn đề này. Và cuối cùng thì William Barr đã không mở cuộc điều tra. Cho tới năm 2020, ông Trump rất bất mãn cái kết quả bầu cử. Ông đã nhiều lần thúc đẩy ông William Barr là phải mở cuộc điều tra về các cái gian lận bầu cử ở các tiểu bang chiến lược. William Barr lúc đó nhất định không làm. Ông nói có gian lận, nhưng mà mức độ không ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của liên bang. Và William Barr đã cương quyết không mở cuộc điều tra và truy tố. Quý vị, tất cả những nỗ lực của ông Trump làm đều không có một cái gì gọi là đe dọa tới nền dân chủ. Tại vì ông bị kèm kẹp rất là nhiều. Ông bị kèm kẹp rất là nhiều từ quốc hội đã dân chủ kiểm soát cho tới những nhân vật ông bổ nhiệm trong nội các cũng không làm theo ý của ông. Tại vì họ có quy tắc riêng của họ. Do đó, nói là ông Trump trong 4 năm, ông cầm quyền, thì quý vị thấy có một cái hành động nào mà ông Trump tự dùng cái quyền hành pháp của mình để vi phạm vào cái quy tắc dân chủ của Hoa Kỳ hay không? Không có. Tất cả đều làm theo đúng trình tự, đúng cái protocol, đúng cái procedure của cái cách làm việc của liên bang. Ông Trump không xen vào được. Ông có quyền sa thải ông William Barr mà. Nhưng ông đã không làm. Ông có quyền, mà quý vị nhớ trước đó, ông đã từng sa thải quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Mark Esper. Khi mà Mark Esper nhận chức quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Trump đã có một cái deal với Mark Esper là phải thực hiện cái chiến lược chuyển trục về Á Châu. Mà lúc đó đảo quốc Palu đã đồng ý cho quân đội Hoa Kỳ trú đóng trên đảo quốc Palu. Ông Trump đã phái ông Mark Esper bay tới đảo Palu, tức là cái đảo mà một cái đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương nằm giữa cách Philippines khoảng 1.000 km. Rồi trước đó thì quý vị, ông Trump cũng đã phái Bộ trưởng Quốc phòng là mà Mark Esper cùng với lại ông Mike Pompeo đích thân bay qua Ấn Độ để hợp tác với Ấn Độ để có thể để kềm chế cái sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng kết quả, Mark Esper đã không làm được tất cả những cái ý định và lời cam kết của ông Trump. Và cuối cùng ông Trump sa thải Mark Esper trước khi mà cha ông hết nhiệm kỳ. Thì quý vị thấy rõ là 2 năm sau đó, ông Trump chỉ nhìn vào công việc mà thôi, không nhìn vào con người. Những người nào ông bổ nhiệm vào mà không làm được đúng vai trò là ông sa thải. Đây là cách mà ông Trump đã điều hành cái tổ chức Trump Organizations. Tức là đặt cái quyền lợi của công ty hay đặt cái quyền lợi của đất nước lên trên hết. Nếu không làm được là sa thải. Thì quý vị, ông Trump dường như chưa bao giờ có cái hành động nào trong 4 năm của ông là ông giới hạn cái quyền của người dân. Mà thậm chí ngược lại, sau khi mà ông kết thúc nhiệm kỳ, bản thân ông còn bị bịt miệng.
Và ổng chỉ có một cái tweet mà thôi. Trước đó là để ổng nói lên cái suy nghĩ của ổng và ổng nói lên những cái quan điểm của ổng. Tại vì tất cả những công ty truyền thông đều gần như là không để cho ổng có diễn đạt. Và ổng vẫn thường phê phán những cơ quan truyền thông là những cơ quan truyền thông fake news. Và đôi lúc có những lúc ổng mạnh hơn, ổng nói những tên làm truyền thông là kẻ thù của người dân. Và giống như châm dầu vào lửa, đám truyền thông tấn công ông ráo riết và bịt miệng ông ráo riết. Thì quý vị, trong 4 năm ông Trump cầm quyền, chưa có một cái hành động nào mà ông Trump được xem là dùng quyền hành pháp của mình vi phạm cái quy tắc dân chủ. Trong khi ngược lại, kể từ khi Joe Biden lên và Kamala Harris lên, một người là phó tổng thống, một người là tổng thống, chúng ta chứng kiến những gì trong 3 năm rưỡi qua. Quý vị, đầu tiên hết là Joe Biden ký xác lệnh đóng lại ống dẫn dầu Keystone Pipeline, khiến cho 50.000 người đã bị mất thất nghiệp. Rồi thứ hai là ông ta ký xác lệnh thúc đẩy cái nghị trình xanh, tức là cái nghị trình về khi năng lượng xanh. Và kết quả, New York và California liên tục ban hành những cái luật lệ được xem là tước đi cái quyền của con người. Trong đó, New York thì cấm và giới hạn việc sử dụng khí đốt thiên nhiên trong tất cả những cái lò nướng và lò ga ở trong nhà. Còn California thì thông qua luật buộc tất cả dân California từ đây tới năm 2035 là phải chuyển qua xe điện. Tức là cái quyền tiêu thụ của người dân, cái quyền chọn lựa sản phẩm của người dân đã bị giới hạn. Đã bị giới hạn. Rồi bên cạnh đó quý vị, ngay sau khi mà Joe Biden lên cầm quyền, thì cơ quan FBI và Bộ Tư pháp dưới quyền của Merrick Garland đã bắt đầu đưa ra cái gọi là domestic terrorism, tức là chủ nghĩa khủng bố nội địa. Trong đó thì họ nhắm vào ai? Họ nhắm vào những người Cơ Đốc giáo, họ nhắm vào cái phong trào ủng hộ cho sự sống và họ nhắm vào tất cả những phụ huynh nào lên tiếng về cái quyền lợi con em mình trong học đường. Họ xếp những người này vào tình trạng gọi là domestic terrorism. Thì quý vị, đây là hành động vũ khí hóa trong chính quyền liên bang, sử dụng cái bộ tư pháp để tấn công những ai ngược quan điểm với mình. Có rất nhiều người trong phong trào gọi là pro-life đã bị kết án tù rất nặng. Và một số phụ huynh lên tiếng về việc giảng dạy giáo trình cho con em của họ trong trường học đã bị FBI tới điều tra và xem họ là thành phần khủng bố nội địa. Và thứ ba là những người theo đạo cơ đốc giáo đi theo khuynh hướng bảo thủ thì họ mở cuộc điều tra vào tất cả những cái hồ sơ về tà chánh. Chưa hết quý vị, cái biến cố ngày 6 tháng 1, 1.200 người đã bị kết án tù, đã bị truy tố. Và có những người bị kết án lên tới 22 năm tù. Trong khi đó quý vị thấy trong năm 2020, những kẻ quậy phá tan nát trong cái biến cố của George Floyd thì lại không bị truy tố nặng, thậm chí có những kẻ được trắng án luôn. Ngược lại, cái cuộc tràn qua tòa nhà Quốc hội có những người bị kết án rất nặng, 22 năm tù, và 1.200 người đã bị kết tội. Những người này là những người ủng hộ cho ông Trump và họ có quan điểm chính trị riêng của họ. Bây giờ chỉ vì bước chân vào cái thềm nhà Quốc hội, họ đã bị kết án rất nặng nề, mặc dù họ không phá phách gì cả. Những người mà có cái hành động phá phách ngồi vào ghế của bà Nancy Pelosi lấy đi cái laptop thì những người này bị kết án thì mình không nói. Còn những người chỉ có đi bộ trong đó thôi, thậm chí có những người đi kiếm restroom mà bây giờ cũng bị kết án luôn. Thì quý vị, đó là những gì mà chúng ta chứng kiến trong gọi là 3 năm rưỡi qua, Joe Biden và Kamala Harris điều hành của mấy quốc gia. Vậy thì ai gây hại cho nền dân chủ? Chưa kể, sau khi ông Trump rời khỏi ghế tổng thống, điều đầu tiên, tất cả mạng xã hội đều đóng lại tất cả chương mục của ông. Từ Facebook cho tới YouTube cho tới Twitter, tất cả đều nhân danh là ông Trump vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Cho tới bây giờ thì chúng ta thấy rõ, ông không hề vi phạm. Nhưng mà vẫn bị bịt miệng. Và vừa rồi thì quý vị thấy Mark Zuckerberg đã lên tiếng thú nhận chính quyền của Joe Biden đã áp lực mạng xã hội là phải kiểm soát nội dung và bịt miệng những ai có ý tưởng khác biệt. Chính Mark Zuckerberg viết thư cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp là ông Jim Jordan
để mà thú nhận chuyện này. Thì quý vị, chưa hết. Chưa hết đâu. Rồi quý vị, ngay sau khi mà ông Trump tuyên bố ra tái tranh cử lần thứ hai, lần thứ ba chứ, thì quý vị, đồng loạt tất cả những cái vụ án được xào nấu trở lại và truy tố ông Trump. Cho tới giờ phút này quý vị đã nhìn thấy. Họ truy tố ông Trump đủ kiểu tội hết. Và họ phán tội với ông Trump luôn. Thì quý vị, chúng ta so sánh lúc mà ông Trump cầm quyền 4 năm cộng với Kamala Harris và Joe Biden cầm quyền 3 năm rưỡi qua, thì ai là những kẻ đe dọa tới nền dân chủ đây? Tất cả những người có bất đồng chính kiến đều bị trù dập, đều bị bịt miệng, đều bị điều tra, đều bị thẩm vấn. Dưới thời của Joe Biden và Kamala Harris. Còn dưới thời của ông Trump, ông có làm chuyện này hay không? 4 năm ông Trump cầm quyền, có một nhân vật bất đồng chính kiến nào mà bị ông Trump bức hại không? Chỉ có một cú điện thoại với lại Zelensky, tổng thống tân cử của Ukraine thời điểm đó thôi. Mà họ đã kéo ông ra, họ đàn hạch rồi. Họ nói là ông Trump bức hại Joe Biden. Trong khi đó ông Trump yêu cầu Zelensky điều tra tham nhũng. Họ đã kéo ông Trump ra, họ đàn hạch rồi. Bây giờ lòi ra quý vị, con trai của Joe Biden làm việc cho công ty Burisma, thành viên hội đồng quản trị, mức lương 50.000 một tháng, dùng ảnh hưởng cha làm phó tổng thống để mà can thiệp vào đuổi công tố viên của Ukraine, sa thải luôn và đóng lại hồ sơ điều tra công ty Burisma. Lúc đó Joe Biden nắm cái ngân sách cho vay một bảo đảm cho Ukraine, cho vay 1 tỷ Mỹ kim từ IMF. Thì quý vị, bây giờ lòi ra hết. Ông Trump không hề có một cái hành động nào gọi là vi phạm nền dân chủ hay là đàn áp đối thủ chính trị của mình. Trong khi bây giờ 3 năm rưỡi qua chúng ta thấy được họ dùng đủ mọi cách đàn áp ông Trump. Từ bịt miệng ổng trên mạng xã hội cho tới những cái vụ án pháp lý truy tố ổng ra tòa. Thậm chí quý vị, họ còn ngăn cản không cho tên ổng trên lá phiếu bầu ở Colorado, ở tiểu bang Maine và Illinois luôn. Nếu không có phán quyết của tối cao pháp viện thì tên ổng sẽ không có trên lá phiếu bầu. Tên của ổng không có trên lá phiếu bầu. Rồi bây giờ họ tìm cách trói ổng vào cái tu chính đáng số 14. Là trói ổng vào cái cuộc nổi loạn của hơn 150 năm trước đây. Trong khi đó, 150 năm trước đâu có liên quan gì tới ổng đâu. Họ dùng cái chữ insurrection. Insurrection trong cái tu chính đáng số 14 là những ai có liên hệ tới cuộc nổi loạn của các sĩ quan miền Nam. Trong cuộc nội chiến đều bị cấm không được ra làm dân cử, đều bị cấm không được ra tranh cử và giữ các nhiệm vụ của liên bang. Thì quý vị, đó là dành cho cái cuộc nội chiến trong tu chính đáng số 14. Bây giờ họ lôi ổng vào cái tu chính đáng số 14, đem cái chuyện đó lo trói ổng vào. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Ai đã bức hại đối thủ chính trị? Đó, quý vị thấy bên Venezuela không? Bây giờ Maduro ra lệnh truy bắt những đối thủ chính trị. Truy bắt những đối thủ chính trị. Thì bây giờ có khác gì với chính quyền Joe Biden và Kamala Harris bây giờ đâu? Vậy thì quý vị nói cho tôi nghe, ai đe dọa nền dân chủ? Ai đe dọa tới cái nền dân chủ của Hoa Kỳ? Trong khi đó những cuộc phỏng vấn, ông Trump đều nói không có giờ. Tôi không có giờ trả thù. Mặc dù tôi có cái quyền trả thù nếu tôi thắc cử, nhưng mà tôi không có giờ. Ông xin một ngày duy nhất được độc tài, tức là detractor, là để ông khai thác lại dầu khí và khí đốt thiên nhiên cho nước Mỹ. Sau ngày hôm đó ông nói tôi không phải nhà độc tài. Và quý vị, đâu phải muốn độc tài là được ở nước Mỹ này. Đó, 4 năm dưới triều đại của ông Trump, ông muốn thực hiện rất nhiều những chương trình nhưng đều bị cản trở bởi quốc hội. Bởi vì quốc hội sau năm 2018 là phía đảng Dân Chủ nắm lại quyền đa số, họ cản trở rất nhiều. Ông Trump làm được gì? Ông Trump làm được cái gì? Tại vì quý vị, cái ghế tổng thống của Hoa Kỳ nó bị giám sát rất chặt chẽ, quyền hành pháp cũng không được nhiều. Nó bắt đầu từ thời của ông Nixon, cứ mỗi 4 năm một lần là quyền tổng thống lại bị giới hạn. Cho tới bây giờ, do đó ông Trump muốn độc tài cũng không được. Tại vì nó còn nằm dưới sự kiểm soát của quốc hội. Nó còn nằm dưới cái quyền hiến pháp mà tối cao phê duyệt nắm nữa. Ông muốn độc tài cũng không được. Nhưng mà đám này vẫn chụp mũ cho ông là độc tài. Đám này vẫn chụp mũ cho ông là
phá hoại nền dân chủ. Trong khi đó, chính đám dân chủ là những kẻ phá hoại nền dân chủ trong 3 năm rưỡi qua. Họ làm tất cả những cái hành động tôi gọi là phi dân chủ. Tới mức mà quý vị thấy trên tối cao Pháp Việt, cái hôm mà nó ngăn cản tên ông Trump trên lá phiếu bầu ở Colorado, 9 phiếu luôn. Tức là 3 quan tòa cấp tiến cũng đồng ý. Cái này là bullshit. Quý vị đâu có thể dùng cái một cái sự kiện mà không rõ ràng để mà tước đi quyền tranh cử của một người và tước đi quyền bỏ phiếu của người dân. Cuối cùng 9 phiếu, không có một phiếu chống nào hết, đưa ra cái phán quyết no, cái này là vi hiến. Thì bây giờ đám đó dẹp bỏ rồi quý vị. Nó dùng tới tất cả những cái đó để nó tìm cách loại trừ ông Trump ra. Và trong 4 năm dưới triều đại của ông Trump, có ai bị ám sát không quý vị? Trong khi đó, chính bản thân ổng bị bắn chút xíu chết rồi. Vậy thì quý vị nói cho tôi nghe, ai là những kẻ gọi là đe dọa tới nền dân chủ? Bây giờ quý vị bị tước đi quyền của phụ huynh. Đó, California đó. Nó ra lệnh cho tất cả các giáo chức là không được phép tiết lộ cho phụ huynh biết nếu con em trong trường của họ có ý định chuyển giới tính. Nó tước đi luôn cái quyền được biết của phụ huynh. Trong khi đó quý vị thấy cái vụ án ở Georgia, khi mà đứa trẻ 14 tuổi đã nổ súng trong trường học, thì bây giờ chính thân phụ của đứa trẻ đó bị truy tố các tội danh. Trong đó có tội ngộ sát, trong đó có tội sát nhân cấp 2. Lý do là bởi vì theo hiến pháp Hoa Kỳ, dưới 18 tuổi là nằm dưới sự giám hộ của cha mẹ và cha mẹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái hành động của con cái mình. Bây giờ California nó tước đi cái quyền này. Nó tước đi cái quyền của cha mẹ, không được giám hộ con cái. Trong khi đó ở Georgia, con cái gây chuyện, cha mẹ phải chịu. Tại vì hiến pháp Hoa Kỳ trên 18 tuổi mới có quyền quyết định cuộc đời của mình. Dưới 18 tuổi là phải chịu sự giám hộ của cha mẹ. Tất cả những thông tin đó phải báo cho cha mẹ biết. Bây giờ California nó cấm luôn. Thì quý vị thấy, ai là những kẻ đe dọa tới nền dân chủ và tước đi quyền của người khác? Rồi bây giờ nó nhân danh là disinformation, misinformation, để nó giới hạn cái quyền phát biểu của quý vị ở trên các cái mạng xã hội luôn. Thậm chí cả ông Trump còn bị bịt miệng 2 năm trời. Tới mức mà ông phải tự mình ra một cái trang True Social riêng của ông. Thì quý vị, những điều này nó xảy ra dưới triều đại của Joe Biden và Kamala Harris. Vậy thì ai đe dọa tới nền dân chủ? Tất cả những gì họ làm, họ chụp mũ ngược lại cho ông Trump hết. Tất cả những gì họ đang làm bây giờ, họ đều chụp mũ ngược lại cho ông Trump hết. Thì quý vị, tôi đã nói cái cốt lõi của nền dân chủ. Thứ nhất là quyền bỏ phiếu của người dân, không ai được tước bỏ. Một công dân đều có quyền đi bỏ phiếu và chọn lựa cái người lãnh đạo của mình. Cái vụ ở Colorado, ở Maine và ở Illinois, nó lấy cái tên của ông Trump ra là nó tước đi cái quyền chọn lựa của người dân, người cử tri. Đó là phi dân chủ. Nhưng nó vẫn làm. Quý vị thấy đó, nó là phi dân chủ. Rồi quý vị, quyền giám hộ cha mẹ bị tước luôn. Trong khi hiến pháp quy định rất rõ ràng, nó cũng tước luôn. Rồi quyền tiêu thụ của mình muốn mua sản phẩm nào mình mua, cũng bị tước bỏ. Tức là bây giờ tôi muốn đặt một cái bếp ga nướng ở trong nhà của tôi, không được, ở New York. Tôi muốn đi xe xăng ở California sau năm 2035 là tôi không được mua xe xăng. California cấm luôn. Chỉ có xe điện thôi. Nó tước luôn cái quyền chọn lựa sản phẩm của tôi. Vậy thì quý vị, chưa kể là những lời phát biểu trên mạng xã hội bị kiểm duyệt. Thì ai và những kẻ nào là đang vi phạm cái quy tắc dân chủ này? Chưa kể quý vị, tôi đã từng nói điều cốt lõi của nền dân chủ là tôi không đồng ý với anh, nhưng tôi sẵn sàng hy sinh tánh mạng để bảo vệ tiếng nói của anh. Joe Biden và Kamala Harris có làm không? Joe Biden và Kamala Harris có làm như vậy với ông Trump không? Hay nó còn thúc đẩy việc truy tố ông Trump nữa? Thậm chí nó gọi ông Trump là felony luôn. Trong khi đó, năm 2018, nhiều áp lực yêu cầu ông Trump là truy tố bà Hillary Clinton.
trong cái tội mà bà ta xóa 30.000 cái email liên quan tới vụ Benghazi. Ông Trump nói với Bill Barr là gì? Không thể nào để cho một cựu đệ nhất phu nhân, một cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ bị truy tố vô tội. Tức là bà này là kẻ thù của ông Trump. Nhưng mà ông vẫn bảo vệ cho bà ta, không để cho bà ta bị truy tố. Đây mới là cốt lõi của nền dân chủ. Trong khi ngược lại, Kamala Harris và Joe Biden có cản trở Bộ Tư pháp truy tố ông Trump, có cản trở những công cái tiểu bang truy tố ông Trump không? No, họ còn châm dầu vào lửa nữa. Họ còn thúc đẩy cho truy tố ông Trump mạnh hơn nữa. Vậy thì quý vị đưa lên bàn cân, quý vị nhìn cho tôi biết đi. Ai là những kẻ vi phạm dân chủ? Ai là những kẻ đe dọa tới nền dân chủ? Và vừa rồi bà lãnh đạo khối đa số ở Thượng viện California bỏ đảng Dân Chủ qua đảng Cộng Hòa. Bà nói một câu rất đúng của ông Reagan. Ngày nào chủ nghĩa phát xít mà bùng nổ tại Hoa Kỳ, nó bắt nguồn từ chủ nghĩa cấp tiến này. Chủ nghĩa cấp tiến cực đoan là nó tạo ra một cái phong trào tân phát xít ở Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta đang chứng kiến, nó đang là một cái tân phát xít đó. Tất cả những gì mà nó làm bây giờ đều là phi dân chủ hết. Nhưng mà nó vẫn trắng trợn nói rằng, oh, no one above the law. Và quý vị, chúng ta nhìn thấy được. Trong khi đó, Maduro thì nó lên án là bức hại đối thủ chính trị. Navalny chết trong nhà tù thì nó gọi là bức hại chính trị. Còn bây giờ nó đang dùng tất cả những cái thủ đoạn bức hại ông Trump. Mà nó coi đó là hành động gọi là no one above the law, không ai đứng trên luật pháp. Quý vị, chúng ta đang chứng kiến những kẻ chà đạp và phá hủy nền dân chủ của nước Mỹ. Và giống như bà lãnh đạo khối đa số của đảng Dân Chủ ở Thượng viện California mà vừa chuyển qua đảng Cộng Hòa, bà nói, ngày nào chủ nghĩa tân phát xít mà xuất hiện tại Hoa Kỳ, nó sẽ được mang cái danh là chủ nghĩa cấp tiến. Ngay chóc, ông Reagan nói đúng. Bây giờ nó đang là cái chủ nghĩa cấp tiến và nó chuyển mình qua thành tân phát xít. Nó phá hoại tất cả những cái nền móng dân chủ. Nhưng mà nó lại chụp mũ ngược lại cho ông Trump. Trong khi 4 năm ông Trump cầm quyền chưa hề có hành động nào gọi là phi dân chủ cả. Mà bây giờ mỗi một ngày nó lên nó nói là ông Trump đe dọa tới nền dân chủ. Trong khi bản thân Kamala Harris và Joe Biden đang vi phạm trầm trọng quy tắc dân chủ và đang đe dọa tới nền dân chủ. Quý vị, tôi đưa một cái bài phân tích rất rõ ràng. Ông Trump đã cầm quyền 4 năm rồi, chưa làm tổng thống. Ông đã làm tổng thống 4 năm rồi. Và những gì chúng ta chứng kiến được, ngay cả đại dịch, ông Trump thúc đẩy việc có vaccine. Ông cũng không mandate, tức là ông cũng không có kiểu mà bắt buộc mọi người. Trong khi đó Joe Biden lên là bắt buộc phải chích chủng ngừa, bắt buộc phải làm tất cả những điều này điều kia. Ông Trump không làm. Vậy thì quý vị cho tôi biết, ai là những kẻ đe dọa tới dân chủ? Bài nói chuyện này để cho quý vị có một cái dịp so sánh 4 năm ông Trump cầm quyền và gần 4 năm Joe Biden và Kamala Harris cầm quyền. Ai đe dọa tới nền dân chủ? Quý vị tự so sánh, đối chiếu và phân tích, quý vị sẽ biết được. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.